Hello mọi người. Vậy là đoàn Lân Sư Rồng của Việt Bắc chúng tôi đây. Đây là phong cảnh làng quê các bạn ạ. Đây là hai bố con. Các bạn nhỏ. Mọi người đang đợi để đi đến giờ đẹp để đi nhưng mà chưa được giờ. Bà con đang tập trung ở các ngã ba đường. Quang ơi, Quang ơi, Quang ơi, đừng có đi đấy, quét hỏng rồi, cứ đi thẳng lên. Đi dơ trên cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.